Ui, hello các bạn nhé Ui, tôi vừa tìm được quả một cái nơi này chứa một đống trái ác quỷ Đấy, anh em ạ, à, đấy, tôi thề với anh em luôn Đống trái ác quỷ này tôi tìm được hơi bị xịn luôn á Đố các bạn biết chỗ này là ở đâu Đấy, các bạn có muốn tôi chia sẻ cái địa điểm này không anh em Vào một cái lúc nào cũng có trái ác quỷ, đấy Nhìn xịn so vãi cả trường luôn anh em ạ, à. thề Đấy, anh em nào muốn biết ý, thì ấn vào nút follow kênh tiktok của tôi đi Đấy, tôi thề với anh em nào video này ổn hợp một chút tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái chỗ bung này bao wow, nhiêu uy tín luôn anh em ạ à. Ừ thề đấy và mình chúc anh em có coi là like, chị à coi video vui vẻ và đừng quên follow tiktok cho tôi và tôi sẽ livestream trên YouTube vào đúng 6 giờ tối hàng ngày nha anh em nhé ừ, Cảm ơn anh em rất là nhiều thank you anh em